Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high-five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Đội bóng rổ nhí. Hai tám, hai chín, ba mươi, ba mốt, ba hai, ba ba, ba tư, ba lăm, 36. Ôi không, sao vậy? Chiếc vòng cổ may mắn của tớ, cái móc đã bị gãy. Đừng lo, cậu không cần chiếc vòng may mắn để trở thành cầu thủ giỏi. Ôi, đưa nó cho thầy. Thầy sẽ để nó ở đó, trên bàn thờ của Squeak, trước bức tượng. Cảm ơn thầy Carlos. Bốn lăm, bốn sáu, bốn bảy, 48, 49, 50, nghỉ 5 phút. Em sẽ xem có thể sửa lại chiếc vòng đó không. Ôi không, nó đã biến mất rồi. Púc tập púc. Còn xa nữa không ạ? Chúng ta gần tới nơi rồi. Tuyệt. Đây rồi. Sao? Tớ vừa tìm thấy trên trang web của Mayas. Có một đoạn video. Mayas là một trong những đội giỏi nhất của mùa giải. Di chuyển đặc biệt của họ là những cú quét ra cốt. Nhưng tớ không tìm ra được điều gì khác. Dường như họ chưa bao giờ bị đánh bại ở sân nhà. Cậu đã xem đồ nghề của họ chưa? Rất cổ điển. Chúng tôi sẽ đánh bại các bạn. Ô ta phốp. Ô ta phốp. Ôi, thế là sao? Chúng ta chẳng biết được gì cả. Thầy đã tìm thấy một vài điều về họ. Họ chơi bóng rổ theo phong cách rất kỳ lạ, giống như Pok ta phốp. Pok ta gì cơ? Pok ta phốp là một trò chơi rất nổi tiếng, được chơi ở đế quốc Maya cổ đại cách đây nhiều thế kỷ. Thầy đang nói chúng ta sẽ không chơi một trận bóng rổ bình thường sao? Đúng vậy, đó là kiểu trộn giữa cổ điển và hiện đại. Hiện tại thì thầy không biết gì hơn. Đó không phải là vấn đề. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ thắng. Bóng của anh lớn hơn này, Leo. Vậy sao? Kinh tởm quá. Nó ở khắp nơi rồi. Đó là kẹo cao su cây thùa. Cây thùa sao? Đó là một loại cây ở Trung Mỹ. Rất dễ tìm thấy ở... Chúng ta tới nơi rồi. Quá. Đây là sân bóng rổ sao? Chỉ còn toàn tàn tích thôi. Xin chào. À, Carlos, đã lâu quá rồi không gặp. Anh chưa rời bỏ sao? Bóng rổ là cuộc sống của tôi. Thật tuyệt khi gặp lại anh. Tony, anh đã trở thành một cầu thủ giỏi đấy. Là một cầu thủ bóng rổ, tôi vẫn còn... Ôi, tẩm quá. Blue, đây là kẹo cao su cây thùa phải không? Sao chị biết? Xin lỗi, con chó nhà tôi rất thích cây thùa. Có đúng không vậy? Vậy sân bóng ở đâu thế? Đây rồi. Anh không đùa đấy chứ, Carlos. Không hề. Mọi người đang đứng trên sân bóng liên bang chính thức. Nói thật là Tony, tôi thấy loại bóng rổ Potapop mới là khó chịu. Nhưng anh có thể làm được gì? Những bạn trẻ ở đây thích văn hóa dân gian, quay trở về với cội nguồn và đại loại như vậy, nên tôi đã thêm nó vào. Cái rổ cao 4-5 mét so với mặt đất, cũng cả là chiều dọc nữa. Để vào được rổ,
thì cần phải một cái thang. Đúng vậy, và em đã thấy kích thước sân bóng chưa? Không thể chơi được, đương nhiên là có thể. Vậy sao? Vậy hãy xem, bọn tôi sẽ cho các cậu thấy. Đó là Itzen. Cô ấy trượt vào phòng thủ đối phương như một con rắn. Đó là Tikan, chúa tể chiếc nhẫn từ 14 mét. Cậu có thấy anh ta ghi điểm ở đâu không? Đó là Pakan, người quan trọng nhất của đội. Chúng tôi gọi anh ấy là pháo đài. Còn đó là Halak, biệt danh là Jaguar. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi nhảy. Ôi trời, rất ấn tượng. Này, anh ấy nhầm đường rồi. Chờ chút đã. Đó là Kết Gia, đội trưởng và là ông hoàng của cú Quest Zakot. Cái gì cơ? Cú ném Quest Zakot, cú ném của con rắn có cánh. Tốt lắm mày à, tập dượt rất tuyệt, các cậu đã làm chủ trận đấu đấy. Sẽ rất khó khăn để đấu lại các cậu vào ngày mai. Khó để đánh bại họ sao? Thầy bị sao vậy? Không thể được. Chúng ta sẽ trở nên nực cười. Hoàn toàn nực cười. Nhìn kia. Squeak, thần hộ mệnh đáng kính của chúng tôi, sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng vào ngày mai. Và làm ơn giúp tôi tìm được chiếc vòng cổ may mắn. Đó là gì vậy? Họ đang cầu nguyện trước thần Squeak. Đó là sở thích của những người trẻ. Cầu nguyện thần Mayan với mỗi việc họ định làm. Em nghĩ là rất tuyệt. Thật là mê tín dị đoan. Thắng được một trận đấu là dựa vào tài năng và luyện tập chăm chỉ. Nếu cậu không tin, thì tại sao cậu lại đội cái đó lên đầu? Cái này sao? Chỉ để bất ngờ thôi. Họ sẽ chế giễu chúng ta. Và em cho rằng chúng ta có thể thắng. Anh cũng vậy. Mơ đi. Trận đấu này là một thử thách. Một thử thách mà chúng ta hoặc đối mặt hoặc bỏ chạy. Vậy các em chọn việc nào? Bọn em sẽ đối mặt với thử thách. Chúng ta sẽ dã nát Mayas, biến họ thành Mazone. Đi nào, hãy bắt đầu với cú ném 2 điểm và 3 điểm. Chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Nếu thầy làm được, thì các em cũng sẽ làm được. Hôm nay như vậy là đủ rồi, hai phái. Các em đã luyện tập chăm chỉ. Giờ các em cần giữ sức. Đi ăn thôi nào. Vậy là thầy nghĩ thầy sẽ thắng trận này phải không? Thầy biết em là ai không? Thầy biết không? Ôi không. Em làm gì vậy, Leo? Đó là tai nạn thôi, thầy Tony. Cú ném của rắn có cánh được dựa trên phương trình của Blomfield. Em nghĩ chúng ta có thể sử dụng nguyên lý Cavanat. Nhìn này, nếu chúng ta ném bóng vào đoạn đường với tốc độ 72 km/h,
thì ở góc độ 48 độ, chúng ta có thể có được 14 điểm. Các cậu nghĩ sao? Hi-Fi, các cậu đã sẵn sàng để nhận một bài học chưa? Chúng tôi tới đây để dạy các cậu một bài học đấy. Đúng vậy, nhờ vào nguyên lý Kavanagh. Nhờ vào ai cơ? Nguyên lý của Kavanagh, đó là diễn giải của một hiện tượng. Bỏ đi, Stella. Đừng lo. Cậu ấy nói đúng đấy, Rudy. Chúng ta không được tiết lộ bí mật của mình. Trước khi bắt đầu trận đấu, Leo có vài điều để nói với các bạn Mayas. Tôi đã... Nhanh lên nào, Leo, nói đi. Tôi đã làm hỏng mất tượng thần Squeak một chút. Sao cơ? Đó là tai nạn. Ôi, tôi đã cố lau dọn nhưng... Ôi, bức tượng đã biến mất rồi. Trả lại bức tượng đây. Này, chúng tôi không lấy nó. Đồ nói dối, các cậu đã lấy nó để hại chúng tôi. Nói lại xem nào. Dừng lại, dừng lại. Không có bức tượng thì tôi sẽ không chơi. Tôi cũng không chơi, tôi cũng vậy, tôi cũng thế. Sao cơ? Các cậu làm sao vậy? Chúng ta không cần bức tượng đó để đánh bại họ. Nếu họ bỏ cuộc thì chúng ta đã thắng phải không? Tôi không muốn thắng thế này. Tớ muốn đánh bại họ trong một trận đấu thực sự. Tớ cũng vậy. Chúng ta sẽ tìm bức tượng và thi đấu. Nhưng bằng cách nào? Em biết. Nói đi, mọi người đang nghe đây. Sao? Izen, bọn tôi có thể mượn con chó của cậu được không? Con chó của tôi à? Cậu muốn dùng nó làm gì? Tại sao lại cần Buluk? Bọn tôi sẽ dùng nó để tìm ra bức tượng. Bức tượng đang bị dính đầy mùi kẹo cây thua. Vì nó thích, nên việc chúng ta phải làm là cho nó ngửi mùi kẹo của tôi. Và nó sẽ dẫn chúng ta thẳng tới chỗ bức tượng và kẻ trộm, giống như trên phim vậy. Được rồi, đến đây nào Buluk, ngửi đi. Đưa bọn tao tới chỗ bức tượng đi. Nó ngửi thấy mùi rồi. Đi theo nó đi. Cậu không đi sao? Đương nhiên là không. Nó đang tiến gần đến ngôi đền. Rồi sao? Họ sẽ bị dọa hết hồn. Chẳng có ai vào đó bao giờ vì rất xui xẻo. Nó chứa đầy linh hồn ma quỷ. Và nếu chúng ta làm phiền thì chúng sẽ ám chúng ta cả đời. Đó là rác. Được rồi, vậy chúng ta có đi không? Tôi bỏ cuộc. Chờ đã. Đừng làm thế, Zen. Cậu sẽ mang lại xui xẻo cho cả bọn. Tớ không thể bỏ lại Buluk một mình được. Được rồi, đi thôi. Tớ thích những tàn tích đó. Luôn có gì đó để học hỏi. Ôi, Rudy, Mia, tới đây. Chúng ta sẽ phải thử và nâng linh hồn lên một chút. Cẩn thận đấy, những linh hồn ác quỷ. Chúng tôi tới đây. Dừng lại đi Mai, kinh quá. Ôi tuyệt thật. Nhìn kia, một con nhện Tarantula. Em ghét nhện. Giữ nó đi rồi chị sẽ chụp ảnh. Chị bị sao thế? Chúng ta có nên quay lại không? Cậu cũng sợ sao? Ai cơ? Tớ á? Cậu nói đùa đấy à? Tuyệt thật đấy! Một con rắn đẹp tuyệt! Tại sao những cầu thủ bóng rổ lại ăn uống bừa bãi như vậy? Bởi vì họ chảy nước dãi. Ha 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 ha
Blue, quay lại. Đừng cử động, mình sẽ bỏ thứ này ra. Ôi! Stella, Mike, Leo, các cậu ổn chứ? Ừ, bọn tôi ổn, nhưng bị kẹt rồi. Tại sao các cầu thủ bóng rổ lại thích ăn bánh quy chứ? Vì nó có thể nhúng được. Hãy nói với thầy Tony, chúng tôi đang cố tìm cách ra khỏi đây. Nhưng ở đây có gì thực sự đáng sợ? Con chó ngửi được mùi gì rồi? Đó không phải lối ra đâu. Nó tìm được bức tượng rồi. Và cả vòng cổ của Israel nữa. Nhìn này. Tuyệt thật. Đó là sự kết hợp của Poktapok. Chờ chút. Trông có vẻ như là lối thoát. Này các cậu, có muốn đi thử không? Stella, tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng. Được rồi, đi thôi nào. Cậu có thể nói cho tớ biết vì sao cậu chưa từng thấy ai chơi bóng rổ trong rừng không? Vì có rất nhiều báo. Thầy Tony, gì vậy? Những người còn lại đang bị kẹt trong đền. Đi mau thôi. Sao cơ? Các vị thần đã không vui. Chúng ta đã động chạm tới linh hồn của họ. Đừng lo lắng. Mọi chuyện đều ổn. Chúng ta đã tìm được bức tượng. Một lúc đã tìm thấy nó. Tất cả là vì kẹo cao su cây thùa. Nó đã chôn ở trong một ngôi đền. Nó có một nơi cất giấu. Và nó cũng là người lấy vòng cổ của Israel. Tốt lắm. Nhưng lần sau đừng làm những nhà thám hiểm nữa nhé. Ôi, thật sự xin lỗi High Five. Chúng tôi đã trách nhầm các cậu. Quên việc đó đi. Các cậu được tha thứ. Chúng ta sẽ chơi trận này chứ? Vâng. Thầy Tony, em biết là bọn em có thể thắng mà. Em để hết tất cả ở đây. Hoan hô! Vậy. Ah!
Cú ném Kessakos. Hết giờ. Các em đã tự tin hơn, nhưng chỉ một trận. Bọn em đã thua, chính xác. Thế nên chúng ta phải tìm cách vô hiệu hóa Halak, mùa xuân của con người. Chúng ta phải thử các giai đoạn khác nhau của trận đấu mà tớ đã chụp ảnh. Thấy không chắc, nó khá nguy hiểm. Thầy đừng lo, bọn em sẽ đảm bảo. Tuyệt. Đó là kỹ thuật Poktapos. Đội High Five đang dẫn trước 2 điểm. Cẩn thận, lại là cú ném của rắn có cánh. Hóa rồi. Mayas, chúng tôi có bất ngờ dành cho các cậu. Đã hoàn toàn sửa được và dính chắc bằng keo. Nhưng cậu thấy là các cậu không thực sự cần nó. Cảm ơn Stella, tôi chắc là cậu nói đúng, nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ nó.